Lợi ích của sữa non với trẻ sơ sinh. Sữa non là những giọt sữa mẹ đầu tiên, nó được tiết ra trong những tháng cuối thai kỳ và 48 đến 72 giờ đầu sau sinh. Sữa non có màu vàng nhạt, sánh đặc và rất giàu dinh dưỡng nữa. Sữa non chứa lactose, chất béo 2g trên 100ml và các vitamin tan trong nước, nhưng giàu protein và các vitamin tan trong chất béo hơn, bao gồm vitamin A, vitamin E và vitamin K. Không chỉ chứa những dưỡng chất quan trọng cần thiết với lượng phù hợp cho bé sơ sinh, sữa non còn giàu chất kháng thể tự nhiên, immunoglobulin, IgA, IgD, IgE, IgG và IgM. IgA ngăn cản các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể. IgE tấn công trung hòa các nguyên nhân gây dị ứng. IgG trung hòa các độc tố vi khuẩn và virus. IgM truy tìm và tiêu diệt vi khuẩn, loại trừ mầm bệnh. Chúng sẽ giúp cho trẻ sơ sinh chống lại việc bị nhiễm trùng, giúp cơ thể phòng ngừa khỏi các bệnh mãn tính, có chất chống oxy hóa, giúp chống lại căn bệnh ung thư, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài để phát triển khỏe mạnh.